Xin chào anh em, mình với công ty Tân Phương. Hôm nay là ngày 2 tháng Chạp và chưa đầy 1 tháng nữa chúng ta sẽ đón cái Tết Nguyên Đán 2020. Thì chắc chắn là giờ phút này thì ai cũng bận, ai cũng rất bận bịu trong cái công việc là buôn bán, kinh doanh và chuẩn bị những công việc cuối năm. Thì công ty Tân Phương thì cũng rất là mong muốn chúc cho anh em là cuối năm là thu hái được rất là nhiều thành quả để chuẩn bị cái năm mới nó tốt lành hơn, vạn sự hơn. Thì hôm nay bên công ty Tân Phương thì có giới thiệu cho các bạn đó là cái sản phẩm kép chuyển nhiệt tại Tân Phương. Các bạn muốn sửa Tết vẫn là trường kỳ như các năm hơn, đó là mỗi năm thì sẽ có một cái mẫu và theo cái dịp Tết. Thì mẫu sửa Tết năm 2020 này thì bên công ty Tân Phương có đang sản xuất thì kích thước của nó là khoảng 15x20cm. Hàng thì sẵn và có rất là nhiều mẫu, các bạn có thể tham khảo trên website. Thì một cái mẫu chuột Tết như này thì các bạn sẽ ép lên áo thun, em nên túi vải thun đẹp và em nên những cái sản phẩm khác mà bán chạy cho hàng Tết. Thì ngày hôm nay thì đáp ứng nhu cầu của rất nhiều khách có chia sẻ đó là người ta về, các bạn về, các bạn không có máy ép thì có dùng bàn đàn được không, thì bên công ty Tân Phương thì cũng có trả lời như sau. Bàn đàn các bạn thì dùng được, tuy nhiên quá trình của bàn đàn thì dùng rất khéo cộng cẩn thận, bởi vì là cái nhiệt của cái bàn đàn cộng với được ép của nó không thể chuẩn bằng máy ép được. Thì đây là một cái video giới thiệu và cũng là hướng dẫn các bạn sử dụng bàn đàn để ép lên áo thun vào túi thun đẹp. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái ép lên cái túi thun đẹp là sản phẩm này khó hơn so với cái áo thun. Thì đây thì chúng ta sẽ tiến hành các bước như sau nhé. Đây, bước 1 này, ta sẽ chuẩn bị một túi vải thun đẹp. Với cái loại túi vải này thì sẽ không thể in truyền nhiệt được nhé, bắt buộc phải ép đề can hoặc in lụa hoặc ép ép thôi. Đây, đầu tiên thì cái việc đầu tiên này các bạn phải là cho thật phẳng cái túi này. Bản chất cái tấm túi này nó hút ẩm rất là nhiều, cho nên nếu như không là mà khô trước thì khi mình ép thì nó sẽ không ăn cái tờ pet vào được, kể cả áo thun cũng như thế. Đây các bạn để ý này, đây, cái hơi ẩm nó xuống rất là nhiều, cho nên cái việc đầu tiên phải là cho thật khô và phẳng cái túi này trước. Ta sẽ đặt hình đây mình ví dụ nhé. Cái chế độ đây mình sẽ để chế độ nhiệt của nó là dùng ép cho áo cốt tông này. Lưu ý đây là bàn là mình dùng đó, ví dụ nó là bàn là hơi nước. Còn các bạn nếu mà tốt nhất là sẽ không dùng bàn là hơi nước mà sẽ dùng cái bàn là thông thường, và tắt cái, nếu như phải dùng cái bàn là này thì các tắt cái chế độ phụt hơi nước ra nhé. Toàn bộ trên cái tấm này nó phải sạch và nó không được có nước. Đây, đầu tiên khi bạn đặt lên này, cái việc đầu tiên là mình sẽ là qua một chút cho nó tạo cái định hình ở trên cái túi này trước đã, không cần phải ấn quá mạnh. Sau đó khi mà bắt đầu là tạo hết được cái định hình lên rồi, đây bắt đầu nó có hiện tượng dính này, thì chúng ta sẽ bắt đầu là mạnh hơn. Khi mình ấn chặt tay như này thì cái lực ép của nó xuống túi nó sẽ rơi khoảng độ tầm 5 đến 6 kg rồi, nó sẽ bằng khoảng độ tầm 3 đến 4 kg của cái máy ép bình thường mình đang làm. Thì cái này mình sẽ ấn chặt một chút này, nhớ khi mà ấn thì phải ấn đều cộng với lại di chuyển này, đều từ trên xuống dưới. Quá trình này sẽ làm như thế này trong khoảng độ tầm 15 đến 20 giây. Rồi, sau khi mà ép xong đây thì chúng ta sẽ để nó nguội nhé. Nếu như bây giờ các bạn lại bóc luôn thì nó sẽ keo nó sẽ chưa ngấm vào trong vải được, keo đang nóng nó sẽ tách ra, có thể úp xuống cho nó nhanh nguội. Tuyệt đối về để nguội hoàn toàn thì mới có thể bóc được. Rồi ok. Này, sau khi đã nguội này thì chúng ta sẽ bóc cái hình như thế ra. Này. Bóc rất là dễ dàng này. Này, các bạn xem lại cái hình nhé, tất cả kéo xem lại xem các mép này không có vấn đề gì,
như thế là ok rồi. Đây, một cái bước rất là đơn giản để có thể là làm ra một cái túi đẹp. Đây, thế thì nó rất là phù hợp với cái túi sách của mình. Thì cũng là cái nhân dịp của năm mới thì chuẩn bị cho năm mới thì công ty Tân Phương thì cũng có một cái món quà tặng cho tất cả khách hàng tại Tân Phương. Đó là khi các bạn mua 2 combo chuẩn Tết tại Tân Phương thì Tân Phương sẽ tặng cho các bạn một chiếc túi như thế này. Trị giá cái túi này thì bên công ty Tân Phương đang bán lẻ ra ngoài là 99.000. Thì rất là mong anh em rất ủng hộ nhiều cho công ty Tân Phương. Cảm ơn anh em rất là nhiều.